Về phẫu thuật nâng mông á, thì hiện nay người ta dùng phẫu thuật các tại phẫu thuật nâng mông tại vì thẩm mỹ trên Hàn Quốc á, chúng tôi có nhiều phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phẫu thuật nâng mông bằng túi độ mông, có nghĩa là dùng một cái vật liệu nhân tạo giống như túi ngực vậy đó, vùng dùng một vật liệu nhân tạo đưa vào cái mô bên dưới để đẩy cái mông mông căng tròn lên, giải pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là tiến hành cấy mở mông, có nghĩa là với một cái mông căng này mà muốn to thêm mà không muốn dùng vật liệu nhân tạo bên ngoài thì tiến hành dùng mở cấy vào vùng mông. Thì vậy cấy vào mông, một thứ nhất là làm tăng thể tích, thứ hai là làm tăng cái những cái vùng mông lõm xuống thì có thể làm đầy những vùng mông này. Thứ ba là phương pháp kết hợp giữa đặt túi mông và cấy mở mông. Đây là một kỹ thuật cũng là tiến bộ tương ứng với Golden Line trong thuật nâng ngực. Thì nâng mông cũng có một kỹ thuật là đặt túi mông và cấy mở mông tạo nên sự mượt mà của mông vòng ba. Như vậy thì rõ ràng với một kỹ thuật đặt túi mông vào làm tăng thể tích, tăng cái độ nhô, tăng cái độ căng đầy của mông thì cái độ mượt mà cũng phải cần thấy việc cấy mở mông kết hợp. Dạ vâng, thưa quý vị thì chúng ta cũng có thể thấy đây là cái cận cảnh kết quả mà sau khi mà chị khách hàng này vừa thực hiện là nâng mông quý vị nhé. Trước đây thì chị gặp tình trạng là khá là lép và không có độ nhô, nhưng mà bây giờ thì sau khi vừa thực hiện xong thì chúng ta có thể thấy là mông của chị bây giờ rất là căng và quyến rũ, đúng không ạ? Phẫu thuật nâng mông thì được đánh giá trước mổ, đánh giá bằng đội bác sĩ, đánh giá bằng sự đo đạc và đánh giá về cái thể tích của mông cần đạt được. Như vậy bác sĩ phải đo đạc trên mông và phải tư vấn khách hàng về cái thể tích nào là phù hợp, lựa chọn size nào là phù hợp với nâng mông. Cái thứ hai là vấn đề là chuẩn bị về cho một cuộc mổ. Thì ngoài cái việc mà khách hàng phải chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật gây mê, tư thế các bạn thấy là mọi người thế nằm sấp, để chuẩn bị một cuộc gây mê thì khách hàng phải được kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tại bệnh viện thẩm mỹ trên Hàn Quốc, tất cả khách hàng khi đến bệnh viện chúng tôi đều được phải kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi tiến hành bất kỳ một phẫu thuật nào, trong đó đặc biệt nhất là phẫu thuật về gây mê. Các bác sĩ của chúng tôi là bác sĩ chuyên về kiểm tra sức khỏe, bác sĩ gây mê hồi sức.